Review phim mới. Xin chào các bạn, Toby là một thợ máy, cũng là một tay đồ hạng VIP trong thế giới ngầm. Anh sở hữu cả một gara chuyên độ những chiếc xế hộp loại xịn. Tuy nhiên thì anh đang phải gánh chịu một khoản nợ khổng lồ, và nếu như không trả lãi đúng hạn thì gara của anh có thể bị đóng cửa. Để giải quyết vấn đề cấp bách này, Toby cùng với những anh em trong gara quyết định tham gia vào một giải đua đường phố diễn ra vào tối nay. Người thắng cuộc sẽ nhận được số tiền thưởng là 5.000 đô la Mỹ. Cuộc đua nhanh chóng bắt đầu. Chướng ngại vật đầu tiên của các tay đua là một đoàn tàu hỏa đang chạy. Mọi người thi nhau đạp ga tăng tốc để vượt qua nó. Người nào nhanh thì qua được, còn ai chậm chân thì coi như bị loại, thậm chí không cẩn thận sẽ bị mất mạng như chơi. Cuộc đua tiếp tục diễn ra. Toby với kỹ năng đỉnh của chóp dễ dàng vượt qua các đối thủ khác. Anh và Pete đang đuổi theo sát đít người dẫn đầu. Cả ba rẽ vào một con hẻm rồi tiếp tục tăng tốc. Toby định vượt lên ngay khúc cua, ai ngờ lại tông bay ngôi nhà của ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Không lâu sau thì Toby cũng đuổi kịp người dẫn đầu, chỉ cần vượt qua đường hầm này nữa là tới đích, và đương nhiên người thắng cuộc cuối cùng chính là Toby. Sau cuộc đua, cả nhóm đã tập hợp tại gara để ăn mừng. Đúng lúc này thì Dino xuất hiện và nói muốn mời Toby tham gia vào một vụ làm ăn. Hắn ta nói mình có một chiếc Ford Mustang do Carol Shelby chế tạo. Dino muốn nhóm của Toby độ lại nó. Nếu anh đồng ý thì hắn ta sẽ trả cho cả nhóm 1/4 số tiền kiếm được từ việc bán chiếc xe. Mặc dù cả hai có chút hiểm khích nhưng Toby đang thật sự cần tiền để giải quyết vấn đề nợ nần của mình nên anh đã đồng ý hợp tác với hắn ta. Sáng hôm sau, Dino đã mang chiếc xe của mình tới gara của Toby để cả nhóm tiến hành độ lại. Sau khi hoàn tất, nó được đem đi trưng bày tại triển lãm để giao bán. Chiếc Mustang này đã lọt vào được mắt xanh của Julia, một người chuyên buôn bán siêu xe. Cô nàng khá thích động cơ của chiếc xe, 5,8 lít, khung nhôm, bơm SVT siêu tăng áp và ống xả khí thải dành cho xe đua. Julia đồng ý trả 2 triệu đô cho chiếc xe này nhưng Dino lại đòi 3 triệu. Giá 3 triệu quá chát, Julia hỏi vận tốc tối đa mà chiếc xe này đạt được. Dino nói 290 nhưng Toby lại khẳng định chiếc xe này có thể đạt tới vận tốc 370 km/h. Vận tốc cao nhất ở NASCAR từng được ghi nhận là 367. Julia nói nếu như chiếc xe này có thể vượt qua thì cô sẽ mua lại nó với giá 3 triệu đô. Thế là sáng hôm sau, Toby đã lái chiếc xe chạy một vòng để chứng minh cho Julia thấy và tốc độ tối đa mà anh đạt được là 376 km/h. Chiếc xe đã được bán nhưng Dino lại cảm thấy khó chịu khi bị Pete nói là trình độ lái xe của anh ta kém xa Toby. Dino nổi máu điên lên thách thức Toby nhưng Toby lại không muốn so đo với hắn. Dino liên tục khiêu khích và đưa ra đề nghị nếu bên nào thắng sẽ được lấy hết toàn bộ số tiền bán xe. Toby nghe thấy vậy cũng không ngại mà đua với hắn một vòng. Sau đó Dino đã dẫn Toby và Pete tới nhà của chúng mình để mượn tạm 3 con xe. 3 chiếc này đều đã được độ lại. Vận tốc cực đại có thể lên đến 435 km/h. Dino lấy ra 3 chiếc chìa khóa để cho hai người kia chọn trước. Đích đến là phía cuối cây cầu trên quốc lộ liên bang 684. Chiếc đầu tiên đến được đó sẽ thắng. Cả ba nhanh chóng xuất phát. Dino chạy trước trong chiếc xe màu đỏ. Tiếp theo là Pete trong chiếc xe màu trắng, còn chiếc xe màu xám là của Toby. Cả ba tăng tốc làm náo loạn đường phố với những cú đánh lái thần sầu. Đang chạy như bay trên đường thì một chiếc xe tải lù lù đi ra làm cả ba phải phanh cháy lốp. Toby bị mất lái phải rẽ vào đường ngược chiều. Pete cũng nhân cơ hội này để vượt qua mặt Dino. Cậu chạy ở phía trước lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu để Dino không có cơ hội vượt lên. Toby cũng tranh thủ thời gian đạp ga hết tốc độ lao đến phía trước rồi quay trở lại đường đua với vị trí số 1. Còn 800m nữa là tới đích nhưng Dino lại bị Pete cản đường không cho vượt lên. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ thua nên hắn ta đã nổi máu điên lên và muốn chơi xấu. Dino tăng tốc đâm thẳng vào phía sau đuôi xe của Pete. Cú va chạm khiến cho chiếc xe màu trắng bị mất kiểm soát xoay mấy vòng trên đường. Đã chơi là chơi, tới cùng hắn ta tiếp tục đạp ga khiến cho chiếc xe của Pete bay khỏi đường đua. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe nổ tung và rơi khỏi cây cầu. Toby thấy vậy vội vàng quay xe lại nhưng khi anh đến nơi thì đã quá muộn. Sau đó Toby đã bị bắt. Anh đã tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho cảnh sát biết. Có người nói là họ đã nhìn thấy 3 chiếc xe chạy trên đường nhưng cảnh sát lại không tìm thấy chiếc thứ 3. Không những thế, chủ sở hữu của 2 chiếc xe này đã báo cáo là chúng bị mất trộm vào tuần trước và có 2 nhân chứng nói rằng Dino đã ở đó cùng với họ cả ngày. Toby cũng hiểu ra tất cả chuyện này đều là cái bẫy của Dino và thế là anh đã bị tống vào tù. 2 năm sau Toby cũng đã mãn hạn tù và được thả ra ngoài. Việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là báo thù. Và để thực hiện được kế hoạch này, anh đã liên lạc với ông chủ của Julia để hỏi mượn chiếc Ford Mustang của ông ta để tham gia vào cuộc đua giờ Leon. Nhưng bọn họ không biết chính xác cuộc đua sẽ bắt đầu ở đâu, chỉ biết là nó sẽ diễn ra ở California. Julia nói có một cuộc họp trước giải đấu, điều đó có nghĩa là bọn họ còn 45 tiếng để chạy từ New York đến đâu đó ở California. Thế là Toby và Julia bắt đầu di chuyển bằng ô tô, còn Benny sẽ dùng máy bay để quan sát từ trên cao, sau đó báo cáo tình hình các tuyến đường cho Toby biết để anh có thể thuận lợi di chuyển. Dưới sự chỉ dẫn của Benny, Toby đánh lái ôm cua quẹo trái quẹo phải các kiểu con đà điểu, sau đó rẽ vào đường ngược chiều.
anh liên tục tăng tốc khiến cho Julia phải khóc thét khi quyết định ngồi lên chiếc xe này. Cùng lúc đó thì Dino cũng đang bàn chuyện hợp tác với một người đàn ông để tham gia vào giải đua The Leon năm nay. Phía bên này, Toby cũng tìm tới chỗ của bạn mình là Finn để dù anh ta tham gia vào phi vụ này. Đang làm nóng động cơ thì cảnh sát tìm tới và hỏi thăm. Toby ngạ kèo đua xe với cảnh sát, sau đó quay sang nói với Julia chỉnh lại tóc đi vì cô sắp được trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Vừa nói dứt câu anh đã đạp ga tăng tốc bỏ chạy. Ngay lập tức ông cảnh sát đã gọi điện về trụ sở để xin chi viện và báo cáo có một chiếc Mustang đã được cải tiến đang chạy về phía tây của thành phố. Anh bạn Benny cũng đã trông được một chiếc trực thăng của đài truyền hình. Anh dùng nó để quan sát đường phố từ trên cao rồi báo cho Toby biết. Sẵn tiện đang phát trực tiếp Benny cho mấy cô em mung bự lên sóng luôn. Cảnh sát ở khắp nơi nhận được thông báo liền lập tức đuổi theo Toby. Phía trước đã bị chặn đầu để có thể cắt đuôi được đám cảnh sát này, Toby đành phải mạo hiểm một lần. Anh đạp ga hết tốc độ theo chỉ dẫn của Benny đâm thẳng theo hướng gốc cây phía trước. Chiếc xe lao thẳng lên không trung băng qua hai làn đường sau đó thành công tiếp đất. Sau khi cắt đuôi được đám cảnh sát, Benny đã kết nối trực tiếp với người tổ chức giải đua để ông ta có thể xem trực tiếp từ xe của Toby. Vì để kịp thời gian chạy đến California, bọn họ không thể dừng lại đổ xăng mà chỉ có thể vừa chạy vừa tiếp nhiên liệu như thế này. Bên này, sau khi chứng kiến sự trở lại của chiếc Ford Mustang đã mất tích từ lâu thì Manap vô cùng bất ngờ. Đây là một bóng ma tuyệt đẹp và ông đoán người ngồi sau tay lái không ai khác chắc có lẽ là Toby. Manap cũng liên lạc với Dino để thông báo cho hắn biết là Toby sẽ được tham gia vào giải đua năm nay. Tuy nhiên thì Dino lại không muốn Toby có mặt trong giải đua nên hắn đã trao thưởng một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn cho bất kỳ kẻ nào ngăn cản được Toby. Julia cũng nhân cơ hội này để nói rõ về vụ tai nạn của Pete. Hôm Pete chết đã có ba tay đua và nó là sự thật. Kẻ nào nói rằng Toby chính là người gây ra cái chết của Pete thì hãy trả lời câu hỏi này. Tại sao anh ấy lại mạo hiểm vi phạm quyền giám sát và rời khỏi New York để tham gia cuộc đua khi biết chắc mình sẽ bị bắt, trừ khi anh ấy vô tội và muốn sửa chữa sai lầm đó? Julia còn nhấn mạnh với chị gái của Pete là khi nào gặp Dino thì nhớ hỏi hắn câu đó. Anita cảm thấy nghi ngờ nên đã kiểm tra máy tính của Dino và cô đã thật sự tìm thấy chiếc xe thứ ba trong cuộc đua ngày hôm đó. Manap cũng gửi thư mời đăng ký tham gia cuộc đua cho Toby và tuyên bố giải đua đã đủ người. Tối đến cả hai dừng chân tại một cây xăng để nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên thì một cảnh sát đã nhìn thấy chiếc Mustang bạc của anh thông qua camera. Đúng lúc Julia đi xuống thì bị ông ta bắt gặp. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên cô đã bỏ chạy lên lầu và gọi điện cho Toby. Anh kêu Julia chui qua cửa sổ và nhảy xuống bên dưới để tẩu thoát. Cả hai lập tức lên xe bỏ chạy xuyên đêm. Để Toby có thời gian chợp mắt nên Julia đề nghị sẽ lái thay anh một lúc. Đến sáng hai người bất ngờ bị những chiếc xe khác đuổi theo và đâm vào sau đuôi. Thì ra bọn chúng vì phần thưởng của Dino nên đã tìm tới để ngăn cản Toby. Bị bọn chúng bao vây nhưng Julia không sợ mà trực tiếp đâm xe thẳng tới trước để xem thử coi gan ai lớn hơn. Kết quả tên kia sợ quá cua xe đâm vào vách đá. Hai tên đuổi theo phía sau rút súng ra bắn bể kính chiếc xe. Hết cách, hai người đành rẽ vào con đường đất để chạy khiến bụi bay mù mịt. Bọn chúng chia nhau ra đuổi theo. Một tên chạy đường vòng để chặn đường Toby. Đúng lúc sắp hết đường thì anh bạn Benny lại trông ở đâu được một con máy bay quân sự bay đến. Bọn họ dùng xích để móc vào chiếc xe sau đó cho nó bay lơ lửng giữa không trung và trốn thoát trong sự ngỡ ngàng của những tên kia. Cũng hên là Toby và Julia đã đến khách sạn kịp giờ để đăng ký. Ở đây anh đã gặp lại Dino, vừa nhìn thấy là đã muốn đánh cho hắn một trận nhưng ở đây có nhiều người nên anh đã không ra tay. Toby nói sẽ tính cả gốc lẫn lãi với hắn trên đường đua vào sáng mai sau đó bỏ đi. Nhưng vừa ra tới cổng thì hai người đã bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào. Cú va chạm đã làm cho chiếc xe văng xa chục mét. Cũng hên là không có người nào chết nhưng Julia đã bị thương nặng cần phải nhập viện. Một lát sau, Toby nhận được điện thoại của Anita hẹn ra ngoài gặp mặt. Cô ấy nói đã biết hết chuyện của Pete và xin lỗi vì đã hiểu lầm Toby suốt thời gian qua. Sau đó, Anita đã chỉ cho Toby nơi Dino giấu chiếc xe mà hắn đã gây tai nạn. Sáng hôm sau, các tay đua đã tập hợp đầy đủ chỉ thiếu mỗi Toby. Dino đắc ý vì cho rằng Toby sẽ không thể đến được. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh bước ra từ chiếc siêu xe màu đỏ kia thì hắn lập tức đến cổ xả. Rất nhanh, cuộc đua đã được bắt đầu. Tổng cộng có 6 người tham gia. Người thắng cuộc sẽ có tất cả, còn kẻ thua sẽ phải đi bộ về nhà. Lúc này Toby đang xếp ở vị trí cuối cùng, dẫn đầu là chiếc Bugatti của tay đua người Anh, ở vị trí thứ hai là chiếc Lamborghini của Dino. Toby lợi dụng khúc cua để tăng tốc vượt lên giữa chiếc Saleen S7 và chiếc P1. Anh bạn Benny bị bắt vào tù cũng không quên theo dõi cuộc đua để cổ vũ cho bạn mình. Lúc này máy bay của cảnh sát cũng đã xuất hiện trên đường đua và thông báo cho các đơn vị khác tiến hành vây bắt. Mấy xe cảnh sát phía trước định cản đường liền bị húc bay không thương tiếc. Chiếc Saleen S7 cũng vì vậy mà đã rời khỏi cuộc chơi. Hiện tại thì tay đua người Anh vẫn đang dẫn đầu, tiếp theo là Dino ở vị trí thứ hai và Toby đang xếp thứ ba. Cảnh sát vẫn đang đuổi theo giáo giết, bọn họ vượt lên một chiếc xe buýt chở học sinh, kết quả làm cho chiếc xe của cảnh sát đi ở phía ngược chiều gặp tai nạn và rơi trúng chiếc xe màu vàng của John. Bốn tay đua tiếp tục chạy hết tốc độ,
cảnh sát phía trước nhận được tin báo của trực thăng đã thiết lập một cái bẫy, tay đua người Anh trong chiếc Bugatti vừa tới đã bị dính trường. Cũng vì thế mà thứ tự cuộc đua đã bị thay đổi, Toby đã vượt lên dẫn đầu và Nô rơi xuống vị trí thứ ba. Cuộc đua chỉ còn lại 3 người, cảnh sát vẫn đang đuổi theo phía sau, đích đến cũng không còn xa nữa. Một cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện, Toby đang dẫn đầu và Dino bị mắc kẹt ở cuối không thể vượt lên, quả nhiên là hắn lại bắt đầu chơi xấu. Một pha thông đít xe quen thuộc đã làm cho tay đua ở vị trí số 2 bị hất văng khỏi đường và bị loại. Bây giờ chỉ còn lại Toby và Dino và đây cũng không còn đơn giản chỉ là cuộc đua nữa. Toby sẽ bắt Dino phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm với Pete. Đoán được rằng thế nào hắn ta cũng sẽ lại dùng chiêu cũ nên Toby canh chuẩn thời gian lúc hắn chuẩn bị đánh lái thì phanh gấp. Kết quả là Dino đã tự tay bóp lái và bay khỏi đường đua. Tuy nhiên thì Toby không muốn giống như hắn. Sau một hồi suy nghĩ anh đã quyết định quay lại đó để cứu hắn ta. Cũng may là Toby đã kịp thời lôi Dino ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ. Cảnh sát đã đuổi tới nơi Toby vội vàng lên xe để hoàn thành nốt quãng đường còn lại trước khi bị cảnh sát bắt. Chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của Dino và là bằng chứng trong vụ tai nạn chết người của Pete. Quả này chắc chắn Dino sẽ phải bóc lịch dài dài. Toby đã làm được, anh đã chứng minh được mình vô tội nhưng anh vẫn phải ngồi tù vài tháng vì tham gia đua xe trái phép. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong các tập phim sau. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!